Nhậu là một phần tất yếu trong cuộc sống của người đàn ông. Bù nhậu, vui nhậu, bàn chuyện công việc cũng phải nhậu. Thế nhưng làm sao để nhậu an toàn thì là một vấn đề được đưa ra bàn cãi trên khắp mạng xã hội. Xuống xe tắt máy, dắt bộ hay là vác cả xe đẹp qua chốt cảnh sát giao thông có lẽ đã xưa lắm rồi. Giờ đây các thanh niên nhà ta lại tiếp tục kháo nhau một phương án mới cho những anh chàng nhậu say và sợ bị thổi nồng độ cồn. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng gây chú ý, đặc biệt với hình ảnh một người đàn ông chắc cũng ở tuổi 30 đang nằm bò trên chiếc xe máy cùng tờ giấy A4, ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại của vợ với mong muốn nhờ ai đó ship hộ tấm thân đang say mềm này về. Nguyên văn những dòng chia sẻ như sau: trưa nay lúc 1 giờ, em đang dắt xe ra ngoài để chuẩn bị đi làm thì thấy ông anh này để xe chặn trước cửa nhà em. Em ra đấy gọi mãi vẫn không thấy ông ấy trả lời. Quan sát một lúc thì mới thấy tờ giấy này trên xe. Hóa ra là ông này say rượu nên tạt vào xóm em để tranh thủ ngủ một giấc. Bây giờ mọi người bảo em có nên giúp ông ấy không nhỉ? Chứ cứ để thế này thì cũng không hay. Hàng ngàn lượt bình luận đã để lại, đa số đều bày tỏ thái độ khâm phục với cách xử lý của ông anh khi rất cẩn thận trong khâu chuẩn bị đạo cụ cần thiết, phòng trường hợp quá chén đến quên lối về. Những ngày gần đây, khi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được thực thi triệt để, theo đó thì tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông đều có thể bị tuyết còi và thổi nồng độ cồn. Chính vì điều này đã khiến dân tình bao phen cười ra nước mắt với những trường hợp muốn nhậu nhưng sợ bị phạt tiền. Vừa qua, khi bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, một nam tài xế đã khóa cửa và cố thủ trong xe liên tục uống nước. Sau 3 tiếng trên ô tô thì người này chịu ra ngoài khi thấy xe bị niêm phong. Phát hiện lái xe có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia, cán bộ cảnh sát giao thông yêu cầu phối hợp để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, lái xe này không chấp hành, kiên quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn và không xuất trình giấy tờ. Đáng chú ý, tài xế này sau đó đã kéo kính, khóa cửa và cố thủ trên xe trong hơn 3 giờ. Thời gian này, lái xe liên tục uống nước, cảnh sát buộc phải điều xe cứu hộ đến để kéo chiếc ô tô trên về xử lý. Khi cảnh sát giao thông dán niêm phong thì người tài xế mới chịu bước ra ngoài. Lúc này, kết quả máy đo không phát hiện được tài xế có nồng độ cồn. Tài xế này nói sẵn sàng nộp phạt nhưng không chấp nhận thêm bất cứ yêu cầu nào khác của cảnh sát giao thông như xuất trình giấy tờ xe và thông tin cá nhân. Trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cho biết đối với trường hợp trên, đơn vị đã lập biên bản về việc không có giấy tờ xe, không có giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện. Mới đây, một đoạn clip chia sẻ về nam thanh niên nước ngoài vừa đánh đàn vừa hát thách thức lực lượng chức năng khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 1, công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút cửa Nam Điện Biên Phủ đã phát hiện một thanh niên nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe và yêu cầu thanh niên hợp tác về làm việc. Nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, trong gần 1 giờ đồng hồ, người này vẫn đứng yên trên đường thách thức, thậm chí còn lôi đàn vừa hát nghêu ngao trên xe máy. Lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn. Tại chỗ thanh niên nước ngoài, tuy nhiên không có kết quả. Sau gần 1 giờ đôi co với cả cảnh sát giao thông, thì thanh niên này được yêu cầu về giải thích tại chốt làm việc. Tại đây, danh tính thanh niên được xác định là Ivano, sinh năm 1991, quốc tịch Nga. Anh cho biết ở Hà Nội một tuần nay, thiếu tá Đào Việt Lâm cho biết, với những lỗi vi phạm trên, anh sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam. Đội cảnh sát giao thông số 1 lập biên bản anh lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không mang theo bằng lái. Đã là luật thì dù bạn là ai, quốc tịch nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phạt thôi. Sau sự việc trên, chắc nam thanh niên không dám tái phạm thêm lần nào nữa đâu. Trước nhu cầu hành khách cần thuê người lái xe về nhà để tránh bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn mỗi khi đi nhậu, thì một số tài xế taxi Grab cũng đã chuyển sang làm dịch vụ theo trend, đó là dịch vụ chở người say. Trên các hội nhóm, trang mạng xã hội đã nở rộ những loại hình dịch vụ, kèm theo là giá cả chủ yếu dựa vào thỏa thuận giữa tài xế và khách hàng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Nghị định 100 có hiệu lực, tôi cũng đã chở nhiều vị khách uống rượu bia về nhà rồi. Để tránh bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, số lượng khách hàng uống rượu bia tăng cao đột biến. Rút kinh nghiệm, khi chở khách hàng say xỉn, tôi thường phải làm giá với khách hàng trước khi chở họ về nhà. Giá cả phụ thuộc vào quãng đường và mức độ say xỉn của khách hàng để đưa ra. Có những khách hàng say xỉn quá mức, họ vẫn chấp nhận bỏ ra 500.000 cho tài xế khi nôn ói ra xe. Một tài xế chia sẻ, chị Phượng, 32 tuổi, người sáng lập công ty dịch vụ đưa người say về nhà tại các quận nội thành Hà Nội cho biết, hôm nay có 94 trong số 200 lái xe của tôi đi làm nên nhiều lúc đáp ứng không xuể. Gần 12 giờ đêm vẫn đang có khách gọi. Khách hàng của chị đa phần là những người đi ô tô nhưng không thể lái xe về.
Cũng theo một giám đốc công ty dịch vụ đưa người say về nhà tại các quận nội thành Hà Nội, những ngày qua, tài xế của công ty cũng đã làm việc hết công suất, nhiều lúc không đáp ứng được hết các dịch vụ vì thiếu tài xế. Để giảm rắc rối thì công ty thường có hai tài xế đưa một khách về. Sau khi Nghị định 100 quy định xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn có hiệu lực, thì trên mạng xã hội đã xuất hiện những chiêu trò để đối phó vô hiệu hóa máy đo nồng độ cồn và phương pháp đó chính là sử dụng dầu gió. Theo các thông tin được truyền tay nhau trên mạng xã hội, khi uống 1-2 chai bia hay rượu, nếu có việc phải ra đường thì nhỏ một vài giọt dầu gió vào khẩu trang hoặc có thể uống một chút dầu gió. Với cách làm đơn giản này, có thể vô hiệu hóa máy đo cồn của cảnh sát giao thông. Chiêu trò trên được nhiều người cho rằng sẽ có tác dụng thực sự và nên áp dụng. Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam về thông tin dùng dầu gió để vô hiệu hóa máu đo cồn và độ cồn của cảnh sát giao thông, Phó Giáo sư Ngọc khẳng định đây chỉ là mẹo đem ra cho vui. Rượu bia khi uống vào cơ thể tùy theo lượng nhiều hay ít sẽ phải mất một thời gian nhất định để chuyển hóa và đào thải. 90% lượng cồn có trong rượu bia chuyển hóa tại gan, phần còn lại là qua đường hô hấp, da, nước tiểu. Do đó, nếu có uống rượu bia, nếu không muốn phạt thì không nên lái xe. Các chuyên gia cảnh báo thêm, trong những ngày Tết, việc uống rượu bia là khó có thể tránh khỏi. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, chỉ nên uống một lượng nhỏ. Tổ chức Y tế Thế giới kiến nghị nam giới chỉ nên uống quá 2 đơn vị rượu trong một lần và chỉ nên uống 5 lần trong một tuần. Các anh nên chú ý để có cái Tết vui vẻ nhé!